cổ tay lấp lánh diamond hair, sau đó túi cuộn giấy polymer, bật champagne everyday, ngày nào với tao cũng là party ấy. Tân Khạc xin chào tất cả những khán giả của VTV kết nối. Tân Khạc đây. Yo yo yeah. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV kết nối. Thưa quý vị, bộ phim Độc Đạo đang thu hút khán giả với kịch bản hấp dẫn và các tuyến nhân vật đa màu sắc, đặc biệt ở những vai ông trùm hay thành viên băng nhóm tội phạm. Trong các tập phim phát sóng gần đây, nhân vật do nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, diễn viên Việt Hoa và Duy Nam thể hiện đã mang một làn gió mới vào câu chuyện phim, hứa hẹn tạo nên bất ngờ thú vị cho người xem. Thưa ông chủ, tôi cũng hơi bất ngờ khi các đạo diễn lại mời tôi vào vai trùm xã hội đen. Tôi cứ nghĩ tôi là người hiền lành, không hiểu sao họ lại nhìn thấy cái chất xã hội đen từ tôi. Thế là họ mời tôi vào cái này và tạo hình hóa trang đã biến tôi trở thành một con người rất là dữ dằn, trùm buôn bán ma túy thuốc phiện, thế và điều khiển đám tay chân rất là dữ dội. Sự xuất hiện của ông trùm ma túy Hưng Khẹp mang tới nhiều kịch tính và bất ngờ cho bộ phim Độc Đạo, tạo đối trọng đáng gờm với băng của quân già. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung với nhiều năm kinh nghiệm trong diễn xuất đã mang đến một Hưng Khẹp sống động, một trùm tội phạm tinh quái khó đoán. Tôi cũng phải cố gắng nhiều vì thường người ta nhìn thấy một Chí Trung đóng táo giao thông, thường người ta nhìn thì Chí Trung vai hài, nhìn thấy Chí Trung vai nhả nhớt chứ không ít khi mà nhìn thấy Chí Trung vai có một cái uy nhất định để dân xã hội phải sợ. Thế tạo hình của tôi thì mắt nổ mắt xịt, rồi là sẹo đầy mặt. Thế và tôi cũng cố gắng diễn để tương xứng với kỳ vọng của đáp ứng cái mong đợi của các đạo diễn. Anh em ơi, cả nhà mình ơi, đẩy view giúp nào. Xin chào mọi người, mình 70 cân, mình tên là Tân, mình không hề sân si. Khác với cha mình, Tân mang trong mình sự non trẻ, luôn sẵn sàng hành động để chứng tỏ bản thân. Sau một loạt vai diễn ấn tượng như Thịnh Ngựa trong phim Mê Cung hay Đạt Điên trong Biệt Dược Đen, diễn viên Duy Nam cùng ekip đã dành nhiều tâm huyết để đem lại bất ngờ cho khán giả mỗi khi Tân xuất hiện. Những cái phân đoạn đầu tiên của Tân Khạc xuất hiện phải làm cho khán giả cảm thấy khó chịu, cảm thấy sao nó kiểu giang hồ mạng thế nhở, một tân thái tử như cái tưởng tượng của họ trước đó sẽ bị vỡ tan ra, bởi vì trông rất là ngầu trong những cái trailer. Nhưng mà đến khi mà xuất hiện ấy thì khán giả kiểu bị sao thế nhở, sao tưởng là giang hồ nó phải ăn chơi, nó phải kiểu khác, nó phải ngầu cơ. Nhưng mà sao Tân Khạc xuất hiện, Tân Thái Tử xuất hiện lại cho mình cảm thấy ức chế thế nhỉ? Robin Việt Nam nhưng mà chơi nhà tôi Mỹ. Anh xâm giờ trên đồng hồ của TC. Anh đập chân ga trên đôi giày LV. Cũng cần phải tính toán lại để làm sao mà có một cái tạo hình trông phải rất là flexing, trông rất là thời đại, trông phải gen Z một tí, trông phải ăn chơi một tí và ngầu một tí. Thì vai diễn lần này thì đây, một tạo hình phải nói là rất là đặc biệt, rất là thời đại. Một cậu công tử mà ăn chơi, được chiều chuộng, tuy nhiên là não thì hơi ngắn một tí và thích thể hiện bản thân. Nó là con nào? Con nào? Xoay quanh cha con ông trùm Hưng Khẹp là Diễm, người phụ nữ đầy bí ẩn và quyến rũ. Sự xuất hiện của Diễm làm tăng thêm phần bất ngờ khó đoán trong kế hoạch lật đổ ông trùm Hưng Khẹp của hai người anh em Hồng, Khương. Vai diễn này của Việt Hoa đã tạo nên một mảng màu khác biệt cho tuyến nhân vật nữ trong phim. Về tạo hình của nhân vật này thì rất đặc biệt, tại vì là đây là cái nhân vật mà em cảm thấy nó vô cùng sắc sảo. Nó rất sắc sảo và lần này thì em sẽ phải mặc những cái bộ body và nó ôm sát nhất cơ thể và nó rất là gợi cảm. Mỗi khi xuất hiện ở một địa điểm nào đấy thì cô đều là một con người khác. Sau kết thúc của ông trùm Lê Toàn và vụ mất tích bí ẩn của Dương Cơ Bắp, sự xuất hiện của Hưng Khẹp, Tân và Diễm đã tạo nên hướng phát triển mới cho mạch phim Độc Đạo. Mỗi nhân vật mang một màu sắc riêng, tạo mối quan hệ chồng chéo phức tạp, tiếp tục đưa khán giả vào những tình huống phim bất ngờ, khó đoán. Tân Khạc là một chìa khóa vô cùng quan trọng, bởi vì nếu như anh em Khương Hồng này muốn cứu bà Mộc, muốn giải thoát được cuộc sống này thì cần phải tìm đến Tân Khạc. Vì không có Tân Khạc thì không có cách nào để giải quyết, để thanh toán được Hưng Khạc cả. Vì thế Tân Khạc là một cái chìa khóa đặc biệt cho cái phần 2 của bộ phim Độc Đạo khi mà xuống cảng lần này. Chúng tôi đều cố gắng làm những cái gì rất là mới mẻ để làm sao khán giả thấy là các anh chị khác hoàn toàn những bộ phim trước, khác hoàn toàn những cái nhân vật trong đời sống bình thường, những cái nhân vật trong cái không gian hình sự này, không gian thế giới tội phạm này, nó vô cùng lạ lẫm. Đoàn làm phim vẫn đang miệt mài trong những ngày ghi hình, tiếp tục sáng tạo những tập phim hấp dẫn phục vụ khán giả. Quý vị đón xem những diễn biến mới của Độc Đạo lúc 21:40 thứ 2, thứ 3, thứ 4 trên kênh VTV3.
Quý vị có ấn tượng gì khi theo dõi phóng sự VTV Kết Nối bật mí hồ sơ các nhân tố mới trong phim Độc Đạo? Với riêng tôi thì tôi thấy rõ được sự xả thân cho vai diễn và cách làm mới mình của mỗi người nghệ sĩ, dù họ vào vai lớn hay nhỏ. Trước khi khép lại chương trình là những lời nhắn gửi của các nghệ sĩ tới quý khán giả. Thay cho lời cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ các bộ phim trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tao Tân Kẹt, bố tao Hưng Kẹt. Hưng Kẹt là anh em, là chúa của cái đảo này, đúng không anh em? Chúng tôi lên rừng, chúng tôi xuống biển, chúng tôi xuống vực sâu. Nhưng mà cuối cùng thì những tập phim Độc Đạo vừa qua đã gây những ấn tượng cực mạnh cho khán giả. Các bạn ơi, phim của chúng tôi vất vả lắm. Các bạn hãy ủng hộ cho phim Độc Đạo, nhất là Tân Kẹt chuẩn bị sẽ va vào với cả Khương Liều, chờ đón những tập tiếp theo nhé. Xin chào.